Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng thường xuyên làm lộ bí mật quốc gia. Ngày 7 tháng 4, thời báo chấm đê đăng tải bài bình luận Đảng thường xuyên làm lộ bí mật quốc gia của nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Rò rỉ bí mật trên mạng xã hội, Đảng Cộng sản đang khuyến khích dân đọc báo phản động. Từ nhiều khóa trước qua Internet, người đọc đã biết trước số phận của nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam. Sáng tạo rò rỉ tin mật thường xuyên không chỉ giúp cho nhân dân thấy đảng đứng trên pháp luật mà còn làm hệ thống báo chí quốc doanh và dư luận viên nhận ra mình không được đếm xỉa. Trong lúc báo chí quốc doanh quanh quẩn với công thức đưa tin cướp, giết, hiếp, một số người và trang mạng nổi tiếng luôn loan tin sớm về nhân sự của đảng, có ý tiết lộ tin mật. Nhiều ngày trước khi ông Võ Văn Thưởng thôi chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, mạng xã hội đã dày đặc thông tin. Tương tự tin về vụ thôi chức của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh năm 2023 hay Trần Đại Quang năm 2018 và Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh lạ năm 2015 được truyền thông lề trái loan tải trước một thời gian dài. Hình ảnh báo chí quốc doanh. Thông tin về lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước được quy định là bí mật quốc gia. Luật bảo vệ bí mật nhà nước xác định thông tin về lãnh đạo cấp cao là tuyệt mật. Cố ý lộ bí mật nhà nước theo luật hình sự năm 2015, hình phạt lên tới 15 năm. Tội phản quốc có thể bị tử hình. Tuy vậy, khoảng trên 10 năm nay, thông tin về lãnh đạo cấp cao, nội dung vi phạm, lịch trình đảng và quốc hội phế truất thường xuyên bị tiết lộ trên mạng xã hội. Trước khi chính thức công bố, không có ai, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm, không có cơ quan nào điều tra, xét xử. Không thể cho là vì sơ ý, cá nhân nào đó để lộ thông tin tuyệt mật thường xuyên. Số lượng quá nhiều tin mật rò rỉ trong thời gian dài, bất chấp các hình phạt nghiêm khắc, thực tế này củng cố giả thiết có sự cho phép hoặc bắt nguồn từ một người hoặc một nhóm quyền lực cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam. Coi khinh báo chí nhà nước và dư luận viên. Những vụ việc đã qua cho thấy toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh đã đứng ngoài cuộc. Nó hoàn toàn khác với những mỹ từ của đảng về vai trò báo chí cách mạng là kênh thông tin quan trọng, là phương tiện, là công cụ đắc lực giúp đảng, nhà nước trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước. Báo chí quốc doanh đưa tin chậm cả tuần. Vụ ông Thưởng mất chức là ví dụ gần nhất. Họ cũng tiếp tục đứng ngoài cuộc những ngày nước sôi lửa bỏng khi các bloggers đang bàn về các ứng viên tiềm năng cho vị trí chủ tịch nước. Nguyên nhân chỉ có thể là không có tin hoặc không được phép đưa tin. Hình ảnh Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Với cách làm này, tương lai báo chí cách mạng Việt Nam vẫn tiếp tục đứng ngoài chầu rìa. Nếu đảng Cộng sản tiếp tục cầm quyền, họ rất biết mạng xã hội là nơi ngày càng nhiều người tìm đọc. Vì vậy, đảng vẫn tiếp tục ưu ái rò rỉ cho những người đưa tin đắc lực thực sự của họ trên mạng xã hội. Số phận của những kẻ làm dư luận viên cấp thấp thì hẩm hiu hơn. Họ luôn phải cố nuốt trôi những minh triết vừa rao giảng. Hôm trước, những người này còn răn dạy dân chúng, đừng tin vào bọn phản động, anh em nên đọc báo chính thống. Thì hôm sau, đảng thừa nhận tin lề trái là sự thật. Cho rằng báo chí chính thống không thể sử dụng ngôn ngữ chợ búa, viết lách thiếu bài bản như mạng xã hội là đánh lạc hướng. Cùng hoặc trước thời điểm mạng xã hội loan tải, toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh đã không có thông tin gì về những sự kiện chính trị quan trọng này. Chưa thấy có đảng nhà nước nào thường xuyên làm lộ bí mật quốc gia như Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chưa thấy có đảng nhà nước nào làm lộ bí mật quốc gia trong thời gian dài như vậy mà không chịu trách nhiệm gì trước luật pháp và nhân dân. Trên thế giới, chỉ có những quốc gia độc tài như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba hay Liên Xô trước đây mới có nền báo chí cách mạng. Nó không chỉ hại dân bằng những thông tin vô bổ mà còn tiêu tốn tiền dân, tung hô những kẻ vi phạm pháp luật. Việc nhỏ mà mọi người nên làm là tích cực chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Làm như thế không những giúp bạn bè người thân nắm được tin tức, nó góp phần thức tỉnh những nhà báo quốc doanh và dư luận viên. Cuối cùng trong một chừng mực nào đó nó giúp cho đảng phổ biến tin mật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Đảng thường xuyên làm lộ bí mật quốc gia. Hà Nội phạt tù người cho nổ tượng Lenin. Ngày 6 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Hà Nội phạt một cựu quân nhân 5 năm tù vì làm nổ tượng Lenin. Theo đó, một tòa án ở Hà Nội vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với một cựu quân nhân đã chế tạo vật liệu nổ làm hư hỏng tượng đài Lenin với tội danh gây rối trật tự công cộng.
VOA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt mức án tù kể trên đối với ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhân thuộc lĩnh vực rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước không nêu rõ ông Dũng từng công tác ở đơn vị quân đội nào và vào thời gian ra sao. Cụ thể, VOA dẫn tin Vietnamnet tường thuật, hồi tháng 6 năm 2023, nhờ có kiến thức về chế tạo quả nổ, ông Dũng đã nảy sinh ý định tự tạo thiết bị này và cho phát nổ tại khu vực tượng đài Lenin thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, với mục đích gây sự chú ý của dư luận. Hình ảnh bản tin trên VOA. Trang này cho biết vào sáng sớm ngày 9 tháng 8 năm 2023, thiết bị của ông Dũng chế tạo phát nổ, tạo thành một tiếng động lớn, làm hư hỏng, rách phần chân đế của tượng đài Lenin và đến ngày hôm sau thì ông bị bắt. VOA dẫn báo Hà Nội mới cho hay, tượng Lenin tại vườn hoa Lenin khánh thành vào năm 1985 làm bằng đồng, cao 5,2 mét do chính phủ Liên Xô tặng cho chính quyền Việt Nam để ghi nhớ học thuyết của Lenin đã mở ra con đường cách mạng Việt Nam. VOA nhận xét, từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị không dung thứ đối với các hành vi phỉ báng lãnh tụ Cộng sản hay xúc phạm hủy hoại các tượng đài của lãnh tụ của chế độ. Mặc dù trên thế giới, nhiều bức tượng Lenin ở các nước thuộc Liên Xô cũ bị giật đổ kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991. Hồi tháng trước, như VOA đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này. Ông Nguyễn Chí Dũng không phải là người đầu tiên tìm cách phá hoại tượng Lenin ở Hà Nội. Hình ảnh tượng Lenin tại vườn hoa Lenin trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Vào năm 2014, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội đã tìm cách kéo đổ bức tượng này, nhưng bất thành. Ngày 24 tháng 1 năm 2014, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Nguyễn Doãn Kiên, một người tự nhận là đã trực tiếp tham gia vào vụ việc này, kể, theo ông Kiên, 4 người trong nhóm của ông đã thực hiện vụ việc này vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014. BBC dẫn lời ông Kiên cho biết, khi chúng tôi trèo lên tận nơi để thực hiện thao tác quàng dây cáp qua cổ bức tượng, thì phát hiện ra nó được lắp ốc vít bên dưới. Dây cáp của bọn tôi không đủ lực để kéo đổ bức tượng, nên trong lúc kéo thì đã xảy ra sự cố khiến dây bị đứt, nên bức tượng vẫn chưa đổ. Theo BBC, ông Kiên và nhóm của ông đã đăng tải danh tính của cả 4 người lên mạng và công khai thừa nhận rằng chính nhóm của ông đã đứng đằng sau vụ việc. Thậm chí họ đã đưa ra cả một video clip hôm 22 tháng 1 năm 2024 về ý định giật đổ tượng Lenin trước khi hành động một ngày. Sau đó, vào ngày 3 tháng 2 năm 2014, cả 4 người này đã bị công an Hà Nội bắt khi mang theo búa ra lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý định đập phá. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, nhóm này đã bị Tòa án Hà Nội xử tù vì gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Kiên bị tuyên 6 năm tù, ông Vũ Hồng Tố 5 năm tù, ông Nguyễn Văn Kiểm 4 năm tù và ông Trịnh Kim Khánh 4 năm tù. Trên thực tế, việc dỡ bỏ tượng Lenin đã xảy ra ở nhiều quốc gia cộng sản cũ. Nghịch lý là Nghệ An đang chuẩn bị khánh thành một tượng đài Lenin nặng 4,5 tấn tại trung tâm thành phố Vinh, bất chấp dư luận phản đối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hà Nội phạt tù người cho nổ tượng Lenin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.